cập nhật máy sưởi gốm buồng của Nhật hiện tại đang có ở điện máy An Giang mọi người nhá. Đây, buổi sáng nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người những con máy sưởi gốm của Nhật mà hiện tại bên mình đang có. Đây ạ, thì ở đây sẽ mình bên mình thì chỉ có hàng lướt đấu giá mọi người nhá, chứ em bên em hoặc là lướt đấu giá gần như mới hoặc là mới, chứ bên em không có hàng cũ mọi người nhá, không có hàng bãi đâu. Đấy, tất cả những con này, ví dụ như con này 2022 này, con này 2021 này, con này 2022 này, con này 2021 này và con này 2022, thì đều ở đây các cái mã của em gần như đều là mã 1205 thì trải dài từ 21-22 đúng không ạ. Và đây là những con, đây những con này là 1206 này, Nano X này, nguyên chiếc này mọi người này. Đấy, thì con này là con nguyên thùng nhá, con này là nguyên thùng chưa dùng nhá, chứ không phải là hàng lướt đâu mọi người nhá. Đấy, còn nguyên siêu này, còn nguyên siêu mọi người này, siêu chưa bóc này. Đấy, thì những cái con này, tất cả những con này thì công suất nó đều là 1250W, thì dùng cho phòng độ khoảng 20m² đổ lại mọi người nhé. Và sưởi gốm kiêm buồm, thì tí nữa em sẽ lên một cái video em test về cái vấn đề an toàn và chờ và cái độ như kiểu là an toàn khi mà sờ vào những con máy sưởi gốm này, mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Đấy, máy thì cực kỳ tuyển mới, tầm khoảng 95% cho đến 100% là hàng nguyên thùng mới có, và 95% đổ lên thì bên em tất cả là hàng lướt đấu giá mọi người nhé, chứ em không có hàng bãi. Đấy, tất cả những con này sẽ có tính năng buồm, sưởi cho khoảng 15m² đổ lại, 20m² đổ lại là ok. Đấy, hàng rất là tuyển đẹp nhé, mới tầm 95%. Rồi, bác nào có nhu cầu về những con máy sưởi gốm của Nhật buồm này thì liên hệ bên em nhé. Hiện tại thì bên em có tương đối nhiều và hàng vẫn đang tiếp tục về. Đấy, chào các mọi người.